Hiện tại mình đang có mặt tại sân Lạch Tray đây. Hôm nay là buổi tập của câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Các cầu thủ Hải Phòng sẽ có một trận đấu trước Sông Lam Nghệ An ở vòng số 25. Đây cũng là vòng đấu cuối cùng của các cầu thủ Hải Phòng. Sự thiếu vắng Di Mario cũng ảnh hưởng lớn đến lối chơi cũng như là của đội Hải Phòng. Văn Toàn đây. Rất tiếc đã chịu bị thương. Sự cản phá xuất sắc của Đình Triệu.
Hiện tại mình đang đứng ở khu vực các cầu thủ dự bị, trong đó có Romario, một trong những tiền đạo số 1 của V-League. Trận đấu cuối Romario sẽ không có mặt vì đã dính đủ 3 thẻ vàng. Có sự đóng góp của trợ lý huấn luyện viên Tống Văn Thành cũng tham gia vào trận đấu. Trận đấu này Romario sẽ không được thi đấu. Đó là một tổn thất rất lớn đối với đội Hải Phòng. Trận đấu cuối Hải Phòng sẽ gặp đội Nghệ An, một trong những đội bóng mà đóng góp nhiều các tuyển thủ quốc gia. Romario các cầu thủ đang nghỉ ngơi uống nước đây. Romario dứt điểm rất tốt. Yeah.
Come on.